Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi trong những giây phút vừa qua với Cà Phê Sáng và trở lại phần cuối của chương trình. Chắc là trước khi mà đi vào những cái sự kiện y tế thì chúng tôi muốn nhắc bác sĩ Mai Quần Đào. Chúng tôi biết được là bác sĩ cho chúng tôi biết là ngày 18 tháng 8 tới đây tại Westminster Mall thì bác sĩ có tổ chức một cái buổi để giúp cho tất cả những cái trẻ em không có điều kiện có một cái pack để đi học. Rồi. Thế đã có sẵn sàng chưa bác sĩ? Thì bây giờ mình có 5.000 cái ba lô rồi. 5.000 cái ba lô rồi. Bây giờ mình cần bỏ viết chì, bỏ... pen, bỏ notebook, bỏ sách vở trong đó. Ồ, ai cung cấp cái đó rồi bác sĩ? Nếu mà bây giờ mình thứ ngày thứ bảy, 18 nè, lúc từ 1 giờ tới 6 giờ mình sẽ open up tại Westminster Mall để người nào muốn cung cấp vô tặng cũng được. Mà at the end, sau cái cuối ngày 18 mà không có gì thì mình sẽ bỏ vô tiếp tục. Vâng. Kính thưa quý vị, chúng ta đến đây đến nhận quê hương này làm quê hương thứ hai của chúng ta, lại nhìn sau một cái thời gian thời ai quý vị thấy những thành phần thế hệ trẻ họ thành công, và chúng ta cũng không quên những người kém may mắn. Và trong cái chương trình của bác sĩ Mai Cô Đào ủng hộ để giúp cho tất cả các em homeless trong gia đình thiếu thốn có điều kiện đi đến trường với một cái ít đồ đạc. Là dĩ nhiên nó không phải là một cái sự kiện có thể nói để giúp cho các em vượt qua được những cái khó khăn, nhưng ít nhất chúng ta thấy bộc lộ được cái lòng gọi là thông cảm với tất cả những người khó khăn ở đây tại Hoa Kỳ. Cảm ơn bác sĩ đã giúp cho chúng tôi biết được những cái tin này. Kính thưa quý vị, đó là ngày thứ bảy 18 tháng 8 vào lúc từ 1 giờ cho đến 6 giờ chiều tại Westminster Mall. Nếu quý vị có điều kiện đến đó để cùng nhau làm cái điều hữu ích, và chúng ta nghĩ rằng chúng ta cần đi đâu xa để làm ngay ở nơi này, đây cũng có nhiều người cần sự giúp đỡ của chúng ta. Và trở lại với bác sĩ trong cái chương trình y tế hôm nay thì việc trước tiên chắc là tôi phải hỏi bác sĩ cái sự kiện này. Cô Nhi chắc phải cô phải không cần bịt lỗ tai lại nha. Để nếu tôi muốn hỏi là phần lớn những người đàn ông thì xài những cái quần underwear, nhưng mà cái sự kiện đó nó có ảnh hưởng đến như thế nào về vấn đề đời sống y tế của người đàn ông mình không thưa bác sĩ? Well, thì cái tin tức mà mới nhất hôm qua mới Publish mới đăng tải trên những tờ báo Mỹ, thì họ quý vị biết á, đàn ông người ta có một cái hai loại, nói chung chung là underwear, một cái là boxer là mặc nó rộng rãi, cái kia thì mặc bó lại, một cái bó với cái rộng rãi. Thì họ nghiên cứu, họ có một số đã nói rồi, ok mặc đồ tight có thể nó có problem hơn, mặc cái underwear mà thật là chặt á. Thì bây giờ họ chứng minh ở tại đại học Harvard đàng hoàng ấy nhé. Và cái này là đại học y khoa Harvard, là một trong những đại học y khoa nổi tiếng nhất thế giới. Đó. Thì ở tại cái gọi là Harvard THN School of Public, họ nghiên cứu 656 người đàn ông, thì hỏi những câu hỏi và họ nghiên cứu như vậy. Họ thấy những người đàn ông mà mặc underwear gọi là boxer, là mặc rộng rãi đó, thì họ có cái tỷ lệ tinh trùng cao hơn, và cái con tinh trùng nó tốt hơn so với những người mà đàn ông mặc đồ bó. Đồ bó vào. Bó thì bó underwear, mà hồi nãy nói chuyện với bác sĩ Tuấn, bác sĩ Tuấn nó không cần mặc gì sướng hơn nha. Thế bác sĩ Tuấn nghĩ sao bác sĩ? Nên bình chật hay là bình rộng nè? Không mặc bác sĩ. Tôi muốn nghe bác sĩ Tuấn nói mới được. Bác sĩ Mai Quang Đào nói là điều đúng, tại vì những nghiên cứu cho thấy là khi mà là mình tinh trùng nó không thích trong môi trường trực chỗ và nóng. Khi mình mặc nóng như vậy đó, là cái khả năng tinh trùng hoạt động và khả năng sống thọ của nó giảm đi rất là nhiều. Cho nên người ta lúc nào ta khuyến cáo là mặc phải rộng rãi. Và theo em thì tốt nhất là không nên mặc thì được. Không nên mặc, Thì tại vì ở Hoa Kỳ này á, là những cái couple, cái tới 12% những cái couple á, vợ chồng mà họ bị gọi là hiếm muộn. That's why mà cái hiếm muộn là cái hai cái lý do, có thể từ người đàn ông hoặc người đàn bà. Họ thấy là khoảng chừng 40% á, cái lý do mà một cặp vợ chồng mà có hiếm muộn á, là tại vì người đàn ông. Thì đó là một trong những cái nghiên cứu, họ nghiên cứu như vậy để coi, you know, tại sao người đàn ông là play một cái phần cái quan trọng trong cái việc mà làm hiếm muộn. Thì bên cạnh cái này nữa thì mình có những cái tin tức mới nhất là về uống rượu. Quý vị biết, ông anh Trọng, kiểu như là Nhi, bác sĩ Tuấn Anh, anh Tuấn biết là hiện tại bây giờ có rất nhiều người trẻ 19, 20, 21, 22 tuổi uống rượu rất nhiều. Mà nhiều cô nữa, không anh Trọng có để ý không? Bây giờ phụ nữ lại uống nhiều hơn là nam giới. Nhiều cô trẻ trẻ bây giờ uống là mấy anh chạy liền. Chết luôn. Thì họ nghiên cứu thấy mới nhất á, là
họ gọi là binge drinking á, nghĩa là mình không uống gì hết, rồi weekend mình uống nhiều thì nhiều, uống nữa mình say men luôn, uống như vậy đó. Thì cái nghiên cứu mới nhất đăng ở Journal of American Heart Association, là một cái journal mà rất là nổi tiếng về ngành khoa ngành tim mạch, thì họ thấy là những nhất là những người trẻ họ uống mà gọi là binge drinking thì cái tỷ lệ của họ bị stroke á cao hơn, là bị biến chứng mạch máu não, bị đột quỵ đó cao hơn, và đồng thời họ có cao hơn cái tỷ lệ bị bệnh tim nữa. Nếu mà binge drinking lúc mình còn trẻ. Bên cạnh đó thì những cái drinking mình cũng biết là nó làm gây ra những cái bệnh khác nữa, là bệnh gan nữa. Thì bệnh gan trong những tuổi trẻ khoảng chừng 45 tuổi trở xuống, hiện tại bây giờ cái tỷ lệ bị bệnh gan rất là cao trong những người trẻ đó. Những người mà lớn hồi xưa, chẳng hạn như tuổi của anh Trọng chẳng hạn, thì cái thời kỳ mà có gan B, gan C nó qua rồi. Bây giờ thời buổi này ai, những người trẻ hơn họ có chích ngừa, họ có những cái đặc biệt là họ không có bị gan B, gan C nhiều nữa, thì bây giờ tên nào họ bị cái gan, bệnh gan khác, nhiều khi uống rượu nhiều quá, nó cũng ra cái gan mà trẻ hơn nữa. Như Hiền uống nhiều không? Không, em không uống nhiều hả? Nhưng mà trở lại bác sĩ Tuấn, thưa bác sĩ, vừa rồi bác sĩ Mai Cô Đào nói vấn đề cái lớp trẻ ngày nay họ uống rượu nhiều gây ra nhiều cái bệnh, nhưng mà đối với ngành tim mạch của bác sĩ thì bác sĩ thấy cái uống rượu nhiều nó có ảnh hưởng đến cái tim nhiều không thưa bác sĩ? Vâng, thì anh biết là ngày xưa thì người ta nghiên cứu cho thấy rằng là tại sao có những người người ta ăn thịt nhiều, mỡ nhiều nhưng mà người ta bị tim mạch ít, thì sau khi người ta làm cái xây thấy ồ, những người đàn ông đó là người ta có uống rượu đỏ. Người ta uống rượu đỏ, cho nên chính uống rượu đỏ đó nó giảm một phần cái khả năng bị tim mạch. Nhưng mà nếu mà mình đi sâu hơn thì là mình chỉ khuyên bệnh nhân là cái lượng rượu đỏ đó chỉ uống số lượng hạn chế, ví dụ như một tuần mình chỉ uống được 5 cái ly nhỏ, một cái ly nhỏ như vậy nó phải dưới 3 ounce anh. Nhưng mà lý do tại sao mà khi bệnh nhân tới phòng mạch của em hỏi có nên uống rượu đỏ hay không, mình không dám nói mấy ông Việt Nam của mình anh, tại vì mấy bác của mình như anh biết rồi, có bao giờ ai mở một chai rượu ra mà uống một ly nhỏ không? Thường là đã uống là phải uống hết cả chai. Đó, chính vì vậy mà mình không dám khuyên là uống rượu là vậy anh. Vâng, thì chắc chắn như bác sĩ Mai Cô Đào nói, uống rượu nhiều chắc chắn là dẫn tới những cái bệnh tim mạch, suy tim, và cái mình sợ là cái loạn nhịp tim. Actually cái nghiên cứu mới nữa là những người, nhất là phụ nữ uống rượu có tỷ lệ bị bệnh ung thư cao hơn. Chắc chắn là những người không uống rượu gì cả, ung thư ngực, ung thư tử cung, ung thư buồng trứng, even men prostate and of course cancer, rồi throat cancer đủ thứ hết. Như bác sĩ cũng đã nói là uống rượu là xảy ra bệnh gan rất là nhiều, thì những cái bệnh gan đó là bệnh gì vậy trong những người trẻ? Thì gan thường thường mình uống rượu nhiều á thì nó làm cho gan mình nó sơ đi, dần dần nó uống nhiều thật nhiều. Cái gan của mình nó bị sơ rồi nó chai gan thì nguy hiểm. Và nhiều một số người đã có bệnh gan sẵn, chẳng hạn như bây giờ popular nhất là bệnh mỡ trong gan. Nó gọi là gan nhiễm mỡ. Mà gan nhiễm mỡ hoặc là bị gan B, gan C, có cái gốc gan B, gan C sẵn rồi thì cái gan mình hơi yếu hơn chút xíu. Nó đã bị hơi bị sơ rồi mà mình uống rượu thêm nữa thì of course làm cho gan nó yếu hơn, nó sơ hơn, nó chai hơn, và có thể là ung thư cao hơn nữa. Thế thưa bác sĩ Tuấn, ở đây rất nhiều người Việt chúng ta đang ở trong cái tình trạng đã được bypass, tức như là thông tim đó bác sĩ. Thế những người này mà nếu trong quá khứ họ đã uống rượu mà họ không thể stop lại bớt đi, thì bác sĩ có lời khuyên với họ như thế nào nè? Vâng, thì những tất cả hậu nhân bệnh nhân tim mạch thì em khuyên là thứ nhất là bỏ thuốc lá, cái thứ hai là bớt uống rượu. Tại vì khi mà thực sự là cái uống rượu nó đi làm đi kèm theo những cái khác, khi mà đã uống rượu rồi thì làm gì có thời gian tập thể dục. Và khi mà đã uống rượu rồi thì nó lại dễ tới uống nhiều, và khi nó uống nhiều như bác sĩ Michael Đào nói, nó dẫn tới cái bệnh gan và bệnh cái nguy cơ bị tái biến mạch máu não và nguy cơ bệnh tim mạch rất là cao, cho nên thường em ráng khuyên là ráng bỏ được thì tốt. Thì Tuấn biết là ở Hoa Kỳ á, nhiều khi mình đến mình gọi đi mổ, chẳng như là mà bác sĩ tim quyết định là nghĩ ok giờ mình thông được, mình soi không được phải mổ tim. Vâng. Mà không phải mở emergency nha, nếu mà mở mà khẩn cấp á thì không nói gì rồi. Nhưng mà thường thường mà cái hiện tượng mới nhất ra bây giờ là ở US Center của Medicare và Medicaid Services á, họ khuyên là tất cả những người nào mà phải đi mổ mà major surgery mà không phải là emergency, không phải là mổ khẩn cấp,
thì nên làm một cái gọi là second opinion, tức là làm một cái ý kiến thứ hai chẳng hạn. Ok, bác sĩ nói ok, anh bị tim mà bây giờ cần phải mổ mà không phải mổ gấp, trong vòng tháng tới mình phải mổ cái tim. Thì vì sao bây giờ nhiều người rất sợ đúng không? Nhiều người Việt Nam rất sợ mổ tim, mổ mổ gan, mổ thận, mổ gì nghe nó rất là sợ. Thì họ khuyên là yes, nếu mà cần thiết thì mình phải làm một cái second opinion, là mình đi một bác sĩ chuyên môn khác. Thì nhà có người nói tôi muốn mổ mắt, bác sĩ mắt, tôi muốn mổ mắt, thì giờ mình gặp bác sĩ gia đình, bác sĩ gia đình sẽ xin cho mình gặp một người bác sĩ mắt thứ hai để coi cái sự tiên đoán bệnh, cái chẩn đoán bệnh có đúng hay không, và có đúng theo cái cách chữa bệnh như vậy hay không, gọi là second opinion. Cảm ơn quý vị trong những phút vừa qua đã cùng với chúng tôi qua chương trình Y tế mỗi sáng thứ sáu với bác sĩ Michael Dow. Chắc cũng quý vị cũng biết bác sĩ Michael Dow là giám đốc trung tâm y tế đa khoa Michael Dow ngay trên con đường Westminster kế cận sân bay. Nhưng mà sáng hôm nay thì chắc là chúng tôi muốn dành lời cho bác sĩ để nói về những cái giây phút cuối cùng của chương trình hôm nay, về cái sự kiện mà ngày 18 tháng 8 tới đây, thưa bác sĩ. Thì ngày 18 tháng 8 là ở tại Westminster Mall, trung tâm y tế đa khoa Michael Dow có một cái hội thiện nguyện là Time to Give Back. Đây là cái thời gian mình để mình trả lại, để mình phục vụ lại cho cái gọi là cộng đồng của mình. Thì mình lớn ở đây, mình grow up ở đây, mình được nourish thì mình trả lại cho cộng đồng này. Thì tất cả những cái tiền mà quyên góp anh em chúng tôi chỉ trả lại trong local thôi, không mang về Việt Nam là làm cái gì hết. Tức là thành ra ở tại quận Cam có 500.000 học sinh từ lớp 1 tới lớp 12 tại quận Cam, nhưng mà có khoảng 27.000 học sinh gọi là homeless, tức là không có nhà ở, tức là cha mẹ phải ở trong xe hoặc ở trong những cái chỗ mà được cung cấp bởi nhà nước, hoặc là ở những, quý vị biết là lang thang khắp nơi hết. Thì có 27.000 em như vậy, thì anh em chúng tôi đồ nấy mua 5.000 cái ba lô rồi. Thì bây giờ mình cần bỏ vô sách vở, viết chì, viết mực, whatever, bỏ vô để tặng cho 5.000 em học sinh homeless. Thì ở Westminster Mall ngày 18 tuần tới, thứ 7 tuần tới, từ 1 giờ tới 6 giờ anh em chúng tôi có mặt ở đó, có entertainment, có nhiều cái vui lắm để rồi phục vụ cho quý vị. Và quý vị đi shopping, mua đồ cho con em chẳng hạn, thì bỏ 1-2 cái viết chì hoặc bỏ 1-2 cái gì đó vào trong cái backpack của những người học trò mà homeless để anh em chúng tôi tặng tới. Kính thưa quý vị, cảm ơn bác sĩ, một lần nữa cảm ơn bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn đã đến với chương trình của chúng tôi sáng nay, và rất là hữu ích khi bác sĩ chia sẻ những cái kinh nghiệm của bác sĩ về bệnh tim mạch, và một trong những cái căn bệnh mà người Việt chúng ta phải đối phó rất nhiều. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi, và hy vọng quý vị cùng bác sĩ Michael Dow đến vào ngày 18 tháng 8 từ 1 giờ đến 6 giờ tại Westminster Mall. Quý vị vẫn giữ 56.7 để cùng với Hoàng Trọng Thủy và Thảo Yên qua thời sự thế giới. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Xin kính chào quý vị. Xin kính chào quý vị. Để đáp lại niềm tin và tấm chân tình quý giá mà quý thân chủ và khách hàng đã chọn dược mỹ phẩm EV Princess Cosmetics trong suốt 20 năm qua cũng như hiện tại, sản phẩm EV Princess và BL Miracle đã mang đến niềm tin cho hàng triệu người với làn da thật đẹp, lấy lại niềm tin, thành công và hạnh phúc của người phụ nữ khắp nơi trên thế giới. Vì vậy, hệ thống công ty EV Princess và Hoa hậu Bích Liên không ngừng cố gắng và phát triển để đáp lại lòng thương yêu của quý khách hàng, đã cho ra đời dòng sản phẩm BL Miracle. Tất cả sản phẩm của hệ thống công ty EV Princess Cosmetics bao gồm EV Princess và BL Miracle chữa trị, nuôi dưỡng, tái tạo, phục hồi và bảo vệ làn da, cùng với dược thảo Astro Balance, EV Slim Beautiful, đồng trùng hạ thảo và linh chi đỏ.